Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị trên Facebook Live của chương trình Sống Cho Già Lâu. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 6 năm 2019 tại California, nước Mỹ. Tôi tên là bác sĩ Trần Anh Tú, chuyên khoa về ruột gan. Ngày hôm nay thì thật ra mình cũng mới đọc qua một cái bài văn của một cô tên là Catherine ở trên một cái mạng website của y tá rất là gọi là rất là nổi tiếng trên nước Mỹ. Thì cái bài văn này thì nói về cái thuốc gốc và cái thuốc generic. Thì thật ra cái chuyện giờ là mình cũng thường nghe qua về thuốc generic như thế nào, nhưng mà khi mà đọc xong cái bài văn này thì mình thấy rất là ngạc nhiên, bởi vì thường thường những gì mà trên nước Mỹ này là nếu mà những cái gì mà nói về thuốc thì nước Mỹ này nó rất là cẩn thận, nó có một cái gọi là cơ quan quản lý để nó coi xem cái thuốc này nó như thế nào. Đại khái như là như tụi FDA thì nó coi xem là cái thuốc tốt cho bệnh nhân hay không, phải trải qua gọi là một cái quá trình rất là dài. Cho nên là những cái thuốc gì mà trên nước Mỹ này, dù có cần phải ghi toa thuốc hay là không, nếu mà nó nằm trên một cái pharmacy, một cái dược nào đó, thì cái đó, mấy cái thuốc đó cần phải trải qua cái cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ. Cho nên là khi mà nó phải đi qua cái cơ quan quản lý này ấy, thì người ta để ý rất là nhiều. Người ta coi thuốc men như thế nào, từ đâu ra, sản xuất như thế nào, cái tài liệu của nó người ta coi đi coi lại rất là cẩn thận. Mà khi nào người ta thấy rằng là cái thuốc này nó rất là tốt cho cơ thể của bệnh nhân mà không có sự gọi là phản ứng phụ xấu, những cái đó thì họ mới cho phép ra ngoài bán. Nhưng mà càng ngày thì mình thấy càng nhiều có cái loại thuốc gọi là generic. Thì thường thường mấy cái thuốc gốc á, thì khi mà nó ra ngoài mà trên thị trường cũng khá lâu rồi ấy, thì mấy cái chất mà cho cái thuốc đó thì người ta có thể dùng cái đó mà sản xuất ra một cái thuốc generic. Thì thường thường mấy cái công ty khác họ làm thì thường thường cái giá tiền của nó rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà nó có một cái chất mà của cái thuốc gốc đó mà có thể giúp được thì gọi là nếu mà nó rẻ thì nhiều insurance, nhiều văn phòng bác sĩ đại khái cũng đều ghi toa thuốc về cho cái thuốc đó. Bởi vì thường thường nếu mà theo về cái giá tiền thì cái thuốc generic thì nó rất là rẻ. Nếu mà nó có hiệu quả như cái thuốc kia thì đúng, thì ai cũng sẽ mua được mà ai cũng sẽ uống được. Nhưng mà khi mà mình đọc qua một cái bài văn này thì mình lại nghĩ bà chết là chết. Nếu mà cái thật sự mà cái bài văn này đúng thì mình cũng cần rất là nguy hiểm, gọi là rất là cẩn thận coi xem là mấy cái thuốc này nó có giúp mình hay là hại mình hay không. Nhưng thì theo cái bài văn này nói rằng là đa số mấy cái cơ sở mà họ làm ra, họ sản xuất ra mấy cái thuốc generic này là thường thường ở ngoại quốc, Trung Quốc, không trong vòng nước Mỹ. Nhưng mà cũng có nhiều số cũng nằm ở đây. Nhưng mà ngoại quốc thì mình không có biết được, bởi vì nếu mà theo về giấy tờ này kia đó thì FDA nó không có để ý nhiều. Nó chỉ coi xem cái tài liệu của cái thuốc đó như thế nào, nó có ảnh hưởng hay không và nó có sẽ giúp được cho bệnh nhân hay không. Mà nếu mà nó so sánh với lại mấy cái thuốc gốc ấy, thì nó có theo nó có cái hiệu quả như thế nào, có đúng hay không. Cho nên là nó chỉ có chấp nhận những cái gì, mấy cái tài liệu mà mấy cái công ty khác nó sản xuất mà nó sẽ đưa cho. Cho nên là khi mà có chuyện xảy ra, đại khái như là nhiều thuốc bệnh nhân uống mà thuốc về thuốc generic ấy, thì uống nó không có hiệu quả bằng mấy cái thuốc kia. Thì người ta hỏi rằng là tại sao, nếu mà cùng một loại thuốc như vậy mà tại sao thuốc kia mình thấy đỡ hơn mà bây giờ thuốc generic mình lại không thấy đỡ như chút nào hết. Cho nên khi mà bị những cái phản ứng phụ theo mấy cái thuốc generic ấy, thì lúc đó thì FDA với lại công ty ở bên nước Mỹ này sẽ đi kiểm tra, coi kiểm soát coi xem là mấy cái công ty này
họ làm như thế nào. Thì đa số theo cái bài luận này á, đa số nếu mà người ở đây qua bên đó tới công ty để kiểm soát mà không cho người ta biết á, thì khoảng 90% người ta khám phá rằng là mấy cái công ty này nó không có cái luật lệ gì hết. Làm sản xuất thuốc generic này nó không theo đúng luật mà mình muốn. Những cái tài liệu người ta đưa cho FDA bên nước Mỹ này ấy, thì mấy cái tài liệu đó người ta có thể sửa đổi theo ý của nước Mỹ. Cho nên là dù có cái thuốc này nó có tốt hay không, dù có xấu hay không, nó sẽ sửa đổi cái tài liệu đó để cho làm cho thấy rằng là cái thuốc này nó rất là tốt, rồi nó sẽ gửi tới nước Mỹ. Khi mà FDA nhìn qua thì thấy bảo ồ, cái này là tài liệu quá tốt, thử nghiệm lâm sàng cũng rất là hay, cho nên là nó sẽ chấp nhận. Nhưng mà khi mà có người tới kiểm soát ra như vậy thì khoảng 80-90% người ta khám phá ra rằng là mấy cái tài liệu này người ta có thể sửa đổi 100%, cho nên là mấy cái thuốc đó uống vô nó không có hiệu quả, nhiều khi bị phản ứng phụ. Cho nên là nhiều người bây giờ người ta cũng để ý tới những cái thuốc generic ấy, là nó như thế nào. Nếu mà uống mà không có chịu, gọi là không có hiệu quả gì hết thì cũng nói cho bác sĩ biết. Thì thật ra bác sĩ mình cũng không có biết rằng là mấy cái generic đó nó như thế nào, nó có giúp được nhiều hay không. Thì đa số thì cũng thuốc gọi là cũng giúp một phần nào đó. Mình cũng không có nói riêng là những cái cơ quan mà sản xuất ra mấy cái thuốc này generic này cũng rất là cũng có cái tốt của nó. Nhưng mà nếu mà những thường thường người ta nói đa số những cái công ty mà ở ngoại quốc á, mà sản xuất cái mấy cái thuốc generic này thì đều không có theo lệ luật gì hết, cho nên là mình không có biết được. Cho nên là nhiều khi bị phản ứng phụ, cho nên là làm hại cái cơ thể của mình. Cho nên là quý vị cũng cẩn thận, cũng để ý coi xem nếu mà bị phản ứng phụ thì người ta đề nghị rằng là cần phải nói cho bác sĩ biết, hay là ở trên mạng nó có một cái website tìm về cái company của cái thuốc generic này và cũng nói cho nó biết là như thế nào như thế nào. Thì nếu mà nhiều người mà ghi xuống mà viết xuống những cái sự không may, những cái phản ứng phụ của cái thuốc generic này ấy, thì lúc đó người ta mới tới công ty đó kiểm soát, và nếu mà không đúng là người ta sẽ bỏ ngay. Cho nên là cái đó là một cái bài luận mà mình thấy ngạc nhiên, bởi vì mình tưởng rằng là những cái thuốc generic này á, dù có toa hay không đều phải trải qua FDA hết. Nhưng mà bây giờ cái bài luận này nói rằng là những cái thuốc mà nó sản xuất ở ngoại quốc, ở không phải là trong nước Mỹ, thì nó chỉ theo mấy cái tài liệu mà người ta đưa cho Mỹ coi thôi. Cho nên nếu mà tài liệu mà có thể sửa đổi dù không đúng mà trở thành đúng là kể như là mày thua thôi, mình thua. Đấy, mình uống là mình chịu đựng thôi, gọi là nếu mà bị phản ứng phụ thì mình chịu thôi. Cho nên mình cần phải nói ra, nói cho Mỹ biết hay là nói cho bác sĩ biết thì cũng có thể để ý tới. Mà nếu mà nhiều người bị phản ứng phụ, nhất là phản ứng phụ nặng, thì người ta sẽ để ý nhiều hơn. Mà nhiều càng nhiều người càng nói tới ấy, thì Mỹ nó sẽ càng gọi là sẽ kiểm soát kể kể gọi là điều tra nhiều hơn mà kỹ hơn. Cho nên là về thuốc Tây, còn mình nói về thuốc gọi là dược thảo đi, thì dược thảo thì mình cũng biết là rất là nhiều người bác sĩ xài về dược thảo. Mình cũng uống dược thảo vậy, nhất là về company Pharmanex, thì cái đó là trước đến giờ mình thường nói là mình uống về Pharmanex. Thì mình cũng có nhiều bác sĩ dược thảo ở Cali, California này, thì cũng có bán mấy cái dược thảo đó từ bên Trung Quốc đại khái như vậy. Thì theo mình biết đó, là những cái gì về dược thảo mà nói về rau cải hay là chất bổ này kia mang vô thì nó không có qua cái cơ quan như FDA, bởi vì nó không có coi rằng là cái này là thuốc. Cho nên là mấy cái sản phẩm này khi mà làm sản xuất từ ở ngoài nước khác mà mang về Mỹ thì nó chỉ trải qua cũng có một cái cơ quan quản lý khác, nhưng mà nó không có được khó khăn như FDA. Thì nó chỉ coi rằng là trong cái sản phẩm đó nó có mấy cái chất độc hay không.
Bởi vì trên một cái tờ giấy nó sẽ ghi xuống là những cái sản gọi là mấy cái sản phẩm nào nó có cái chất nào mà độc á, thì không cho vô. Còn thì dù mà cái chất chất lượng nào mà nó cao quá cũng không cho vô. Cho nên khi mà người ta ghi xuống là cái sản phẩm này nó có cái chất này theo cái số lượng này, nếu mà theo cái tiêu chuẩn của nó thì nó sẽ cho vô. Cho nên là về dược thảo từ nước ngoài mang vô thì không, gọi là đa số 90 tới 100% có thể vô được. Cho nên là khi mà vô đây rồi, vô nước Mỹ rồi thì người ta có thể thay đổi cái công thức của người ta. Cho nên là khi mà mình mua về mình uống vô thì mình không biết nó thật sự rằng là cái công thức nó như thế nào, có chất lượng cao hay không, cái đó là mình không biết. Cho nên là mình có nhớ là mới có mấy tháng vừa rồi đó, mấy tháng hay là năm rồi đấy, thì mình có nghe qua một cái Walmart thì người ta để ý tới một cái sản phẩm thuốc bổ của nước ngoài mang vô, mình không nói nước nào thôi, nhưng mà nước ngoài mang vô thì mấy cái sản phẩm này nó nói về thuốc bổ bổ xương, thuốc multivitamin này kia, nhưng mà khi mà người ta uống vô thì có người bị phản ứng phụ, rồi có người thì không có thấy gì thay đổi. Cho nên người ta mới kiểm soát ra, họ để ý tới cái thuốc đó, họ coi lại coi xem cái sản phẩm này nó có cái chất gì. Thì dù có sản phẩm về thuốc bổ, sản phẩm về xương, sản phẩm về hỗ trợ cho gan, mấy cái sản phẩm đó đều làm bằng thuốc đậu, gọi là bằng đậu xanh. Cho nên là ba bốn loại sản phẩm đó đều cùng một cái, như là một chất là đậu xanh. Cho nên người ta bảo chứ vậy thì đây đâu phải là thuốc bổ, cái này là chỉ đậu xanh thôi. Cho nên thế là vì như vậy là nguyên một hàng đó người ta bỏ bỏ hết. Cho nên là bây giờ mình nghĩ tới là nếu mà mình có tin tưởng về những cái sản phẩm dược thảo này kia của nước ngoài mang vô hay không, cái đó là tùy mỗi người. Nhưng mà còn theo mình ấy, thì mình lại thích những cái sản phẩm của nước Mỹ. Cho nên là mình theo về Pharmanex của mình. Thì mình cũng có duyên, mình cũng tới cái công ty của nó nằm Utah. Thì công ty đó thì cũng mình cũng thấy là cái Pharmanex Nu Skin này nó sản phẩm nó sản xuất nó như thế nào. Thì mà theo mình thấy là Pharmanex này nó trải qua một cái quá trình gọi là 6S, là nó cho mình biết rằng là mấy cái sản phẩm đó, mấy cái chất đó từ đâu ra, nó phải tìm ra một cái chất nào mà rất là tốt, cái số lượng của nó rất là cao, mà cái chất đó có thể giúp được cho cơ thể của chúng mình. Sau đó họ coi cái xem mấy cái chất đó nó gồm vô, khi mà mình uống vô nó có hiệu quả hay không, nó có phản ứng phụ hay không, và nó cũng có làm theo giống tựa tựa như là cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ vậy, như FDA vậy. Nhưng mà cái này nó theo cái gọi là chương trình 6S á, thì nó cũng có một cái gọi là thử nghiệm lâm sàng coi xem như thế nào, nó có thay đổi hay không, thay đổi kiểu tốt, có phản ứng phụ hay không. Nếu mà cái chất đó có thể giúp được thì lúc đó người ta mới sẽ approve, là người ta sẽ bán trên thị trường Mỹ. Cho nên là theo về cái quá trình này của Pharmanex thì mình mới thấy rằng là nó rất là tốt. Cho nên là vì như vậy, nếu mà mình so sánh mấy công ty khác thì mình cũng quen biết, gọi là như cũng nhiều người về dược thảo từ nước ngoài mang vô. Cho nên là bây giờ mình nghĩ coi xem là cái nào tốt hơn, cái nào mình tin tưởng hơn, nước Mỹ hay là ngoại ngoại quốc, theo cái kiểu luật hay là theo những cái tài liệu người ta đưa cho Mỹ coi coi xem là có đúng hay không. Cho nên cái đó là tùy mỗi người. Còn theo mình ấy, thì bởi vì mình có hai cặp mắt, mình tới đó mình coi, mình gặp thấy, mà mình cũng đọc qua vài cái tài liệu của người ta, với lại mấy cái thử nghiệm lâm sàng, cho nên là mình tin tưởng vào cái đó nhiều hơn. Cho nên là vài ba cái chia sẻ, bởi vì mình đọc qua cái tài liệu về gọi là thuốc gốc và thuốc generic, mà tự nhiên mình lại nghĩ tới là dược thảo nước ngoài và nước Mỹ như thế nào. Cho nên là mình cũng muốn chia sẻ vài bài điểm đó cho quý vị để ý tới nha. Chứ còn còn nhiều khi nhiều người quen thuộc về mấy cái thuốc bắc,
uống vô cũng có thể thay đổi, cái đó là tùy của mỗi người. Còn sản phẩm mà có thể hỗ trợ cho cơ thể này kia, nếu mà mình coi coi xem là cái nào giúp cho mình, thì quý vị cũng để ý tới là càng cái công ty nào mà có nhiều khoa học gia, càng cái công ty nào mà có thể theo kỷ luật, theo về những cái quá trình về coi xem số lượng của chất của cái sản phẩm này có tốt hay không, nó có sẽ giúp cho cơ thể hay không, thì lúc đó thì quý vị có thể để ý tới là mua cái đó nó có đáng tiền hay không. Còn nếu không, quý vị cũng có thể mua như Costco, thiếu gì multivitamin, thiếu gì mấy chất này mà mình uống vô cũng không có gì thay đổi hết. Cho nên là khi mà quý vị trải nghiệm rồi thì lúc đó thì quý vị cũng mới biết rằng là cái sản phẩm nào tốt hơn. Còn về thuốc, thuốc tây thì những cái thuốc tây nằm ở trên counter của nước Mỹ, nó đều trải qua cái cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc đấy, cho nên là họ để ý rất là nhiều. Và mấy cái thuốc này nó cần phải coi coi xem là nó có phản ứng phụ hay không, nó có hiệu quả hay không. Mà thí dụ mà có phản ứng phụ quá xấu đi, có thể mang bị đau tim hay là mấy cái đó, thì nó sẽ cho mình biết trước và có thể người ta dịp bộ vào mấy cái sản phẩm đó, mấy cái thuốc đó nha. Thì cái đó là vài ba phút muốn chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì chắc bác sĩ tôi cũng muốn chia sẻ bằng tiếng Mỹ cho những người hiểu tiếng Mỹ nhiều hơn nha. Welcome to Friday, welcome to our show. Have a happy healthy life. Today it just I guess I read on an article from one of the famous website, you know, in medicine, talking about the brand name in terms of drugs, brand name versus generics, and the two seem to be becoming more popular now because why? The generic tend to be cheaper, right? And a lot of insurance now change from brand name to generic because it's cheaper for them to cover. And so it's a problem for us as a doctor. I mean, I prefer something that is, even though it's expensive, but it is very effective to the patient. And so, which means that it should help. However, sometimes it may not. Sometimes, you know, the insurance doesn't care about the effectiveness, but they care about the cost. And so, what cost? The cheaper, the better, right? And so, usually the drugs, you know, the brand name should be out for sometimes before, you know, the component of that being generated by other company. And so, hence the generics. So now, is it effective in terms of generic? Yes, some of them are, but some of them don't. But the most important part is that if the generic medication tend to give you side effect, especially bad one, then you know the FDA needs to know, because a lot of time for us, we don't know whether or not this is from where it comes from. All we know is that it gone through the FDA and then they approved to have that be in the formulary. But to from the